Các bạn ơi, ở phía trên kia có cái gì kìa? Con bò đáng thương kìa, hôm nay đúng là một ngày không may của người. Đây hình như là đồ dùng của siêu nhân đó các bạn ơi. Có thể nào siêu nhân bỏ quên ở đây hay sao? Đã mấy ngày rồi, ta không có gì trong bụng cả. Hôm nay là một ngày không may đối với người, nhưng mà đúng là một ngày tuyệt vời đối với ta. À, đây là mặt nạ của người nhện. Còn cái này là đôi găng tay bắn tơ của người nhện nè. Bây giờ bé Bo đeo vô thử nha, coi bắn tơ được không nha. Rồi rồi, anh lên đi. Bây giờ mình sẽ cởi áo khoác ra. Rồi, một bên này nè các bạn ơi. Một bên đây nữa, bên đây nữa. Đeo cái mặt nạ này vô nữa là sẽ thành người nhện luôn nha các bạn. Rồi, vô. Rồi, thấy không? Rồi, bắn tơ coi. Bắn. Bắn tơ vô máy quay. Bắn vô. Không có ra tơ rồi các bạn ơi. Người nhện, cái này vậy là cái này chỉ là hàng trưng bày thôi chứ không phải là người nhận thiệt các bạn ơi. Bé Ba muốn đi tìm người nhận thiệt không? Goal! Trên trái đất này đúng là một vùng đất màu mỡ cho tiểu yêu của ta phát triển. Có con bò, con voi, con trâu ăn đá đời mà không hết. Bên kia kìa bé Ba ơi. Đi, kiếm không gặp người nhận, mà ở đây là cái gì vậy? Cái này là giống cái kiếm của người sắt quá các bạn ơi. Có mặt người sắt đó nè, đúng không bé Ba? À, nhưng mà nó bị gãy rồi. À, hay là người sắt chiến đấu với quái vật xong rồi đánh không lại, gãy cái kiếm luôn. Bây giờ mình tìm người sắt để trả cái kiếm đi. Đem cái kiếm này lại hỏi phải của người sắt không? Anh người sắt ơi, bé Bo tìm được một cây này nè. Phải của người sắt không? Có phải là người sắt đang chiến đấu xong rồi bị mắc cái vũ khí này không? Đúng vậy đó anh Tài, con quái vật đó quá mạnh, nó đánh gãy kiếm của ta luôn. Ta cảm ơn anh Tài và bé Bo nhiều nha. Anh người sắt ơi, con quái vật nó lợi hại như vậy thì bây giờ cái kiếm này bé Bo sẽ trả lại cho anh nha. Rồi anh về anh sửa cái kiếm mình đi, rồi anh chiến đấu với quái vật tiếp nha. Trả anh nghe, trả bắt người sắt đi con. Bé Bo ơi, bây giờ mình đi về nhà nha. Đợi người sắt tiêu diệt quái vật rồi mình hãy đi ra chơi không thôi á. Mình đang đi à, quái vật nó nhìn thấy là nó chạy nó ngược mình luôn á. Bé Bo ơi, đằng kia là con sinh vật gì mà đứng giữa đường nó chặn mình đi. Ê, quái vật phương nào dám chặn đường hả? Tránh qua chừng bên cho ta đi coi. Ôi, nó không chịu nhường đường rồi. Đi rút, đi tìm anh người sắt. Là sinh vật gì nữa đây, chạy trốn bên kia qua đây lại gặp sinh vật này nữa. Ê bơi, từ từ, đừng gấp. Ở bên kia là một con quái vật, nó chặn đường của chúng ta rồi. Con quái vật này nó có cây roi này mà quất một khoát chắc là bị tét da tét thịt luôn, nên cẩn thận, không nên đứng gần. Bây giờ muốn tìm người sắt phải đi đường đó, nhưng mà chúng ta sẽ đi đường vòng nha. Từ từ nha, vòng qua đây nè. Bé Bo bây giờ đi qua bển nhờ anh người sắt với anh người nhện giải quyết mấy con quái vật kia đi. Chứ mà anh sắt với anh nhện ơi, em với bé Bo đang trên đường đi về nhà thì bị một con quái vật nó chặn đường. Bây giờ nhờ hai anh ra tay giúp đỡ cho em với ẩm bé Bo về nhà mới được. Không xong rồi bé Bo, anh người nhện bị con quái vật nó đánh. Bây giờ lúc ở đây đừng đi đâu nha, để anh người sắt ra tay nha. Anh người sắt đang bay đến với quái vật rồi kìa. Mình đi qua đây nè. Đi từ từ núp vô đây. Thì ra đám quái vật này nó kéo tới rất đông. Bây giờ phải báo cho anh người sắt biết, anh người sắt cẩn trọng các bạn ơi. Con chó đó nó chạy vòng vòng hồi à. Hồi là nó gặp quái vật nó cũng chạy trốn của mình à. Nghe. Mình trốn ở trong đây đi. Vì nào mà anh người sắt tiêu diệt hết quái vật mình mới được đi ra, đi về nhà. Biết không? Anh người sắt đã tiêu diệt được một con quái vật. Nhưng mà từ đâu xuất hiện một con quái vật nó đi lù lù phía sau, nó đánh lén anh người sắt các bạn ơi. Hello Mario. Anh Mario ơi, anh người sắt mới bị một con quái vật đánh lén. Anh Mario đến đó giúp đỡ đi anh Mario ơi. Anh Mario chưa kịp làm gì hết thì đã bị đánh lén từ phía sau rồi các bạn ơi. Tình hình này mình phải đưa bé Bo đi ẩn náu nha các bạn. Xong rồi mình mới tìm các siêu anh hùng để đối phó với đám quái vật này sao. Không biết con này là con gì luôn á các bạn ơi. Hình như là nó đang đi tìm thức ăn hay sao á. Nó giống khủng long nhưng mà không phải khủng long. Cái đuôi nó dài á, giữ thăng bằng đó, đang đi tìm thức ăn. Đi tìm các siêu anh hùng chưa gặp mà gặp tình hình như thế này nè các bạn ơi. Xử lý sao bây giờ? Con cọp nó định ăn con ngựa. Ở mà sau lưng con cọp kìa là một con khủng long bảo chúa. Con khủng long bảo chúa này nó ăn con cọp xong rồi nó ăn con ngựa luôn.
Bây giờ là mình mà chen vô một cái nữa là nó ăn mình luôn. Bây giờ là phải chạy đi tìm các siêu anh hùng thôi. Ngựa ơi, cưng ở đây cưng gán trụ nghe ngựa ơi, cưng gán chạy nghe ngựa ơi. Anh đi tìm các siêu anh hùng giải cứu cưng đây. Hay quá các bạn ơi, là biệt đội Godzilla kìa các bạn ơi. Bạn cún và bạn bò, hai cưng ngoan ngoãn ở đây đi nha. Anh nhìn thấy Godzilla rồi, bây giờ anh sẽ đi vào bản nhờ Godzilla xử lý mấy con quái vật kia hết luôn. Rồi bạn cún này râu dài rồi nè các bạn ơi. Râu dài luôn, che cái miệng lên luôn rồi, không biết sao mà ăn được nữa, con mắt nữa. Qua đợt này đi cắt tóc cắt râu lại đi nghe bạn cún ơi. Godzilla ơi, ở đây có zombie và quái vật. Em tìm các siêu anh hùng từ hồi sáng tới giờ mà chưa gặp ai hết. Godzilla có thể nào ngăn cản bước tiến của bọn zombie đó để em tìm các siêu anh hùng được không? Cảm ơn Godzilla. Có Godzilla giúp đỡ một tay là ok các bạn ơi. Godzilla đang chi tìm những con quái vật kia. Godzilla mà gặp một cái là xử đẹp nó luôn các bạn. Xin chào hai anh điện quang. Hai anh điện quang ơi, anh người sắt đã bị con quái vật kia đánh văng đi đâu mất tiêu rồi. Bây giờ em nhờ anh điện quang ra tay hỗ trợ. Xong rồi bây giờ em sẽ đi tìm thêm các siêu anh hùng khác nữa. Đã có Godzilla rồi đó hai anh điện quang ơi. Godzilla đang chi tìm rồi đó. Anh đi theo phía sau hỗ trợ Godzilla nha. Siêu nhân điện quang đã dẹp đường cho Godzilla đi nè các bạn ơi. Godzilla đang thẳng tiến về phía con quái vật chúa. Anh Goku kìa các bạn ơi. Có anh Goku hỗ trợ một tay thì chúng ta sẽ sớm chiến thắng quái vật và tìm được anh người sắt thân nha các bạn. Con quái vật này anh Goku sẽ đối phó. Bây giờ mình sẽ đi vào bản kêu anh Goku xử lý con quái vật này nha các bạn. Nó đi tung tăng thấy ghét quá các bạn ơi. Anh xanh Goku ơi, anh điện quang thật là lợi hại. Anh điện quang mới tiêu diệt xong một con quái vật. Con quái vật bự chà bá lửa luôn. Anh điện quang phóng năng lượng về bên phía cơ thể của nó làm cho nó nổ tung. Anh xanh Goku đã đối mặt với nó rồi kìa các bạn ơi. À, nó bắn như vậy. Anh Goku trưởng ra năng lượng làm sao mà nó đối phó được. Dán duy trì đi cưng ơi, con chịu không nổi với anh xanh Goku đâu. Anh xanh Goku xử nó. Áp sát luôn, đập nó luôn rồi. Ô nó chạy đi rồi các bạn ơi, nó chạy đi rồi. Anh người sắt ơi, thì ra anh đang ở đây hả? Năng lượng anh phục hồi cho anh người sắt. Anh xanh Goku đánh con quái vật chạy qua hướng bên đây nè anh người sắt ơi. Bây giờ anh bọc qua bên đó xử nó luôn đi người sắt, đừng có cho nó chạy thoát anh người sắt ơi. Hay quá, bé bò ơi, người sắt đã tiêu diệt được quái vật rồi kìa. Quá đỉnh, number one luôn nè. Người sắt number one luôn ha. Anh Superman ơi, anh người sắt và anh điện quang chiến đấu với quái vật. Bây giờ năng lượng đã bị cạn kiệt rồi. Bây giờ còn anh hãy hỗ trợ Godzilla thu phục mấy con quái vật kia cho nó xong luôn đi anh Superman ơi. Ok nha anh Superman ơi. Cảm ơn Godzilla. Cảm ơn anh Superman. Superman mãi đỉnh. Bây giờ mình đi về nhà nè. Tạm biệt các bạn đi rồi mình đi về nhà. Rồi đi. Các siêu anh hùng của chúng ta đã tiêu diệt được quái vật rồi nha các bạn. Bây giờ là lúc các siêu anh hùng của chúng ta sẽ nhảy múa ăn mừng. Một điệu nhảy rất là đồng điệu. Điệu lắm các bạn. Đó, nhảy đi. Đó, anh người sắt nè. Đi buôn nè, anh người nhện nè. Bên kia là anh siêu nhân gì, siêu nhân mèo hay gì đó. Các siêu nhân của chúng ta đang nhảy ăn mừng nha các bạn ơi. Rồi các siêu nhân của chúng ta xin tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.